Kênh bán nhà quận 7 chính chủ. Hôm nay giới thiệu đến cô chú anh chị căn nhà tại hẻm 1041. Mình thông ra khu Him Lam được nha cô chú anh chị. Nhà mình thì nhà sổ hồng riêng. Nhà mình có diện tích ngang 4, dài 8 m. Nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh nha cô chú anh chị. Nhà mình thì hẻm trước đường được 3 m. Ở ngoài kia thì mình hẻm xa hơi nha cô chú anh chị. Để em quay trước đường xong mình đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để theo dõi tiếp theo bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ nha cô chú anh chị. Đây là ngoài 1041 mình đi vô rồi nha cô chú anh chị. Đó, khu dân cư thì hẹn ngủ. Đây nhà mình đây. Vô đây nhà mình đây. Nhà mình 2 lầu anh chị. Đây là cái hẻm mình, vô đây là hẻm cùng. Nhà mình hẻm trước nhà được 3 mét. Đây, em đưa cô chú anh chị vào bên trong để mình xem bên trong căn nhà của mình. Nhà mình thì nhà mới nha cô chú anh chị. Mua bán thì chủ nhà cũng có hỗ trợ cho mình vay ngân hàng luôn nha anh chị. Đây là đi vô trong ở sau nhà mình thì không gian bếp bên đây. Đây là không gian bếp nhà mình. Nhà mình có nở hậu nhẹ nha cô chú anh chị. Đây không gian bếp. Thì dưới tầng trệt nhà mình cũng có nhà vệ sinh đây. Nhà mình sinh ra đây tiền cọc nhà mình rất là rộng rãi. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 1041 thông ra dân cư khu dân cư Him Lam nha cô chú anh chị. Mà mình hẻm 1041 quận 7 nha, thông ra khu dân cư Him Lam. Nhà mình có diện tích ngang 4, dài 8 m, nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 3 tỷ 9, 3 tỷ 9 thương lượng chính chủ nha chú anh chị. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ qua cho em số điện thoại 0913 781712. Em sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà nha. Đây đi lên nhà mình, lầu 1 nhà mình thì chính giữa thì có cái nhà vệ sinh. Đây là chính giữa nhà mình, có nhà vệ sinh chính giữa. Thì phòng ở sau. Đây là phòng sau nhà mình. Nhà mình thì có ốp lát gỗ nha chú anh chị, rất là đẹp. Đây là phòng trước nhà mình. Đây là phòng trước nhà mình. Đây cửa nhà mình, phòng trước có cửa sổ nha chú anh chị. Đây là ban công phòng trước nhà mình đây. Đây là ban công phòng trước nhà mình, rất là rộng rãi, thoáng mát. Nhà mình thì hẻm trước nhà được 3 mét. Nhà mình hướng đông nha quý anh chị. Em cũng xin nhắc lại với cô chú anh chị, nhà mình hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Nhà mình có diện tích là ngang 4, dài 8 m, nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh nha quý anh chị. Nhà mình thì có sân thượng ở trên nha, có ban công sân thượng ở trên. Đây là lầu 2 nhà mình. Thì nhà lầu 2 nhà mình ở đây cũng có cái nhà vệ sinh ở đây. Đây là phòng sau nhà mình. Nhà mình thì cửa gỗ. Nhà mình ở trong phòng ở sau có cái cửa sổ nha chú anh chị. Chủ nhà muốn bán giá là 3 tỷ 9, 3 tỷ 9 thương lượng chính chủ nha chú anh chị. Nhà mình ở hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Nhà mình có diện tích ngang 4, dài 8 m, nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Nhà mình có ban công ở trước nha cô chú anh chị. Chủ nhà muốn bán giá là 3 tỷ 9, 3 tỷ 9 thương lượng chính chủ. Chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng luôn nha cô chú anh chị. Nhà mình thì ra bệnh viện Tân Hưng nó khoảng chừng không tới được 3-4 phút đâu chú anh chị. Đó, bên đó là khu Him Lam. Đây là khu này là khu Trung Sơn. Đây là ban công nhà mình. Đây, nhà mình đây. Đó, bên đó là cái đường đó mình đường mới đi ra ngoài khu Him Lam nha cô chú anh chị. Đó, giá thì 3 tỷ 9,
Đó, đây bên kia là quận 1. Em cũng xin nhắc lại đến cô chú anh chị, nhà mình ở hẻm 1041 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Nhà mình có diện tích ngang 4, dài 8m, nhà một trệt, 2 lầu, 3 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Nhà mình có ban công lên trước lầu, trên lầu 2 nha cô chú anh chị, để mình phơi đồ đồ. Giá chủ nhà muốn bán giá là 3 tỷ 9. 3 tỷ 9 thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị nào muốn đi xem nhà cứ liên hệ cho Phương, Phương sẵn sàng sẽ đưa cô chú anh chị qua xem nhà nha. Phương cũng cảm ơn cô chú anh chị trong thời gian qua đã xem mấy kênh bán nhà quận 7 chính chủ nha. Em cảm ơn cô chú rất nhiều nha.